bạch tuộc sốt Thái nghe có vẻ ngon đấy, nhưng mà con bạch tuộc này thì không ngon một chút nào đâu anh em nhé. Bởi vì nó không phải là thức ăn của bạn, mà bạn sẽ trở thành đồ ăn của con bạch tuộc này. Nó sẽ ăn tất cả mọi thứ. Ok, một con bạch tuộc vui vẻ, nó bị ném một chai Coca-Cola xịt đỏ trúng vào đầu. Thế là nó cay quá. Đây là các ông làm kiểu gì, các ông còn vứt cả quần sơ lít xuống dưới này. Nó ngoi lên, nó nhìn cái thành phố toàn là rác, nó cay. Đợi đấy nhá, tôi bắt đầu cay. Bạch tuộc sốt cay nhá. Bạch tuộc sốt cay đấy. Con bạch tuộc nó bé tin hin như này nhỉ. Mấy cái con bạch tuộc bé bé này tôi hay nhúng vào lẩu để tôi ăn nên nó ngon vãi cả chửi ra. Nhưng mà trong ngày hôm nay, trong tập video này, nó sẽ là người giải cứu trái đất các bạn nhá. Bạch tuộc hút thuốc à? Tôi không hút thuốc, nhưng tôi sẽ phải ăn những cái tàn thuốc này để cứu lấy trái đất, cứu lấy nhân loại. Đấy, tôi còn phải ăn cả nắp chai này. Ok, bắt đầu ăn đến cả vỏ kẹo này. Nhưng mà hình như là kẹo này vẫn còn kẹo bên trong các bạn ạ. Ăn luôn. Đây rồi, bắt đầu là có nhiều loại rác hơn rồi. Úi ơi, cá chỗ đó rồi. Tôi làm gì bạn đâu. Đây rồi, uống được Starbucks rồi các bạn ơi. Ôi, nhìn cốc cà phê này có vẻ ngon đấy. Không biết uống vào có bị mất ngủ không nhỉ? Không. Các bạn nhìn đây này, lướt trên mặt nước tanh như cơn sóng. Chân của tao còn xéo khi này kỳ của tao đang phóng. Đấy, chết. À, đều rồi, đều rồi, đều rồi, đều rồi. Bạn ơi, nghe vừa nói cái nói vừa đấy, bạn lấy cái gì nhọn nhọn bắn đâm vào đít tôi đúng không? Bây giờ tôi cho bạn cơ hội để giải thích. Bạn giải thích cho tôi đi. Nếu tôi thấy hợp lý, tôi sẽ không ăn thịt bạn. Thằng nào lại còn vứt cả bồn câu xuống dưới này, cổ thế. Chẳng nhẽ bây giờ bọn tao là cá rồi vẫn còn phải ị vào bồn cầu của loài người à? Thật khốn nạn. Ui ôi, tôi bây giờ ăn được cả con cá mắt xanh mỏ đỏ đấy luôn. Minh xít. Ăn được cả chim đấy. Tôi bây giờ trở thành bạch tuộc khổng lồ rồi các bạn nhé. Bây giờ tất cả nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi nhìn tất cả với ánh mắt khinh bỉ. Ôi vãi, con cá heo nó đuổi tôi. Ôi, cá heo đuổi tôi. Bị lùa. Lại bị cơ động lùa các bạn ơi. Cơ động dưới nước. Cơ động này là cơ động dưới nước. Ai làm gì chúng mày đâu mà chúng mày đuổi tao. Cơ động mà gặp đúng phải tổ lái cứng thì cũng mất điện thôi cơ động nhá. Đấy, cơ động này đấy, tôi cho cơ động xoay vòng tròn luôn. Sởi, các bạn, bây giờ tôi sẽ lách qua hai cơ động này. Thể hiện đẳng cấp luôn đấy. Sởi xẻo á. Sởi. Có phải thế chứ, tổ lái cứng phải thế. Nghe nói vừa nãy hai anh cơ động là lùa em có đúng không ạ? Hai anh bây giờ đi đâu đấy? Xuất trình giấy tờ. Dừng xe, cho lên vỉa hè xuất trình giấy tờ. Ok hả? Đúng là người có sức hút. Rồi, bây giờ là nó cấm mình không được ăn cá, mà chỉ được ăn thìa, ăn chai rồi ăn quần xịp mặc dở chúng nó vứt xuống biển thôi. Cáu thực sự. Cáu lắm luôn ấy. Đùa. Cuộc đời không còn gì khổ hơn khi mà không được ăn thức ăn mình thích. Đã thế lại còn phải ăn quần xịp mặc dở. Tôi cay lắm rồi đấy. Nhưng mà vì trái đất, vì nhân loại nên là tôi sẽ chịu đựng nhá. Chứ không bao giờ làm, đã làm cái kiếp con bạch tuộc rồi lại còn phải ăn quần xịp nữa. Nhục lắm, không chịu được. Thôi, nhưng mà tôi sẽ cố gắng. Vì giống loài, vì nhân loại của tôi. Thế nên là nếu như các bạn vẫn còn đang thảnh thơi và được ngồi cái xem cái video này, một phần công sức là nhờ con bạch tuộc này đấy các bạn nhá. Đấy rồi, bắt đầu ăn được những chiếc xịt đầu tiên. Nhặt. Cảm giác khá là ngon miệng. Nhặt. Cảm giác thật là mới lạ. Chưa bao giờ được ăn một cái món nào mà nó lại mới lạ như là cái món này. Đấy. Không hiểu kiểu gì. Ăn một lần là nhớ cả đời.
Ôi giời ơi, tưởng bàn này ra biển lớn nó phải khác bọt. Hóa ra là tôi vẫn phải ăn. Nhưng lần này tôi phải ăn số lượng lớn các bạn ơi. Cay. Chúng mày làm gì trên bờ biển mà không mang quần về là để lại trên bờ biển làm cái gì? Phần tao à? Đấy, không hiểu luôn ấy. Không hiểu loài người lên bờ biển làm cái gì mà tụt hết cả quần cả áo ra xong rồi để lại bắt tôi ăn. Đây không phải là cái món khoái khẩu của tôi đâu. Tôi có thích ăn đâu. Nếu như đây mà là cái vùng biển ở trong phim One Piece thì khi những hải tặc ra biển, họ sẽ không tìm thấy trái ác quỷ mà họ sẽ chỉ tìm thấy xịp ác quỷ. Và họ sẽ sở hữu năng lực xịp ác quỷ. Quẩn. À, mày không tháo được bao con trai. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Tự hủy. À, ôi trời, chết rồi. Tôi sẽ cho con này nó tự hủy nhau. Đấy, tự hủy đây. Đây. À, bọn này bọn nó đi săn cá các bạn ạ. Tôi sẽ cho chúng nó tự hủy. Nào, đầu tiên là tôi sẽ phải ăn những chú cá nhỏ này. Tôi có thể săn được cái bọn đi săn cá các bạn ơi. Chứ không thì chúng nó săn hết cá ở dưới đáy đại dương mất. Rồi, tự hủy đây. Ôi dồi ôi. Mấy con cá bé đâu hết rồi. Chả ăn được con nào cả. Đây rồi. Giờ là lúc nhìn lại xem thằng nào vừa bắn tao. Buồn vui thế nào. Có giận hơn có thứ hại thì tự hủy. Tự hủy phát hai. Nào, để xem thằng nào vừa bắn tao nào. Giờ là lúc nhìn lại. Ok, tôi sẽ tha cho bọn cá nhỏ này. Tôi sẽ chỉ đi. Đây, chạy đâu? À, chạy đâu? Vừa bắn bọn này nhá. Vừa đây nó bắn liên tục vào mông mình luôn. Cay. Bây giờ tôi trả thù. Chạy đâu? Chạy đi. Mày bây giờ mày chỉ có bơi lên bờ mày mới thoát được tao rồi. Chạy bơi đi. Chạy đi. Chạy đi này. Tấn công thẳng từ dưới, tấn công lên. Các bạn thấy chưa? Khi mà tôi ăn hết cái bọn là săn cá này nhá, số lượng cá ở dưới biển nó tăng lên rất là nhiều luôn. 2000 years later. Hết bắt ăn mấy cái quần con kia, bây giờ là tôi phải ăn cả chai luôn các bạn ơi. Chúng nó uống hết nước rồi, chúng nó bắt tôi ăn chai không. Rồi chúng nó bắt tôi ăn vỏ lon. Ok, mình xin nhá. Rồi, nào tiếp tục nào để xem còn cái vỏ nào không để tôi ăn nốt nào cổ lắm. Rồi. Uầy, ăn vỏ lon mà lớn nhanh thực sự. Tôi tưởng đây là thức ăn tăng trọng luôn. Lớn siêu nhanh luôn. Ui ôi. Vâng, sau khi ăn sạch cái đống vỏ lon và đạt được một kích thước khổng lồ thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục đi ăn bồn cầu các bạn nhé. Ui, lớn cực nhanh. Ui ôi, bây giờ bắt đầu đi ăn cả thùng phi. Nào, ăn cả thùng phi luôn. Ui, lớn nhanh nữa. Ăn cái gì đây? À, ăn cả đệm mút kim đan. Ui, được. Nào, quá khỏe luôn, quá to luôn. Ok, anh em mình đi ăn ô tô Đồng Nát. À, đi ăn Đồng Nát. Ai rồi ôi. Thế mà không biết nhá. Ăn mấy cái đấy tôi cảm thấy lớn nhanh lắm luôn anh em ạ. À, đây là tàu chở rác các bạn ơi. Ui, tôi phải cản con tàu này lại. Nó sẽ chở rác về đất liền. Nó sẽ đổ rác ra đại dương của tôi. Ôi chết rồi, nó chở cả tôi đi rồi. Đấy, may mà tôi không phải là rác, chứ không quả đấy là oảng luôn. Đây là tàu chở rác. Nếu bạn vẫn có hành vi xả rác xuống biển, tôi nghĩ bạn nên có một vé trên con tàu này. À, đây rồi. Bọn này nó đổ trộn rác ra biển. Mày bướng. Ok, tôi đã tìm ra nguyên nhân. Tôi không bao giờ tha cho bọn này luôn. Không bao giờ tha cho chúng mày. Rồi, ok, và đây là cái bản cuối cùng của chúng ta rồi các bạn nhé. Anh em mình bắt đầu lại từ những cái bước đầu tiên. Đó chính là ăn những cái rác thải bé nhất, như là mẩu thuốc lá hay là cái bật bia. Đây
Đây rồi, bắt đầu đến một cái giai đoạn to hơn. Chúng ta sẽ phải đi dọn sạch thìa, chai lọ nhá, vỏ chai, vỏ lon, để trả lại cho đại dương này cái sự tinh khiết, cái sự sạch sẽ như vốn nó đã từng có. Đây rồi, bắt đầu đến một cái giai đoạn khủng khiếp hơn nữa. Đó chính là lốp xe, mũ len, vỏ lon, vỏ chai. Và vừa đấy, đây bắt đầu là có cả túi ni lông rồi các bạn nhá. Bồn cầu. Vừa đấy tôi còn thấy cả quần xịp ấy, hình như mà tôi ăn mất rồi hay sao ấy. Đây. Trông rất quen. Anh em đã ăn quá nhiều rồi. Thôi, để ăn thôi. Khổ quá trường. Đây rồi, bắt đầu đến cái giai đoạn tôi ăn xe đục nát. Đấy. Ok, từ cái giai đoạn này thì tôi nhá, anh em bắt đầu làm bá chủ đại dương rồi. Công việc của chúng ta bây giờ chỉ là phải là càn quét nốt tất cả những cái gì còn sót lại thôi anh em ơi. Đây rồi, tôi rất là thích mấy cái tàu du lịch này bởi nó sẽ thả mấy cái đứa du khách tham quan để cho tôi ăn lót dạ. Ui ôi, lại khổng lồ hơn nữa rồi các bạn ơi. Để xem lần này tôi ăn được cái gì. À, lên được cả bờ kìa. Ui à, có cả chung cư ở đây luôn. Được. Đấy, đây mới thực sự là đáy xã hội này. Ui, ăn được cả khí cầu luôn. Ok, ui, được đấy. Ăn cả khinh khí cầu luôn. Ăn cả khinh khí cầu luôn. Ngon. Uầy, bật cao thực sự. Các bạn nhìn không? Tòa nhà kia phải chục tầng. Và tôi bây giờ bay bằng tòa nhà chục tầng luôn. Wow, ăn được cả tàu chở rác thôi. Cái gì đây? Tôi lại bị tấn công rồi anh em ơi. Vãi trưởng ạ. À, tàu ngầm. Tàu ngầm của chúng tôi này ăn hết luôn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn những cái chung cư các bạn nhé. Ăn du khách lẻ tẻ nó không được no. Bây giờ tôi ăn cả cái chung cư này luôn. Được khoảng vài nghìn du khách một lần thì nó sẽ ấm cái bụng của tôi hơn. Đấy, anh em mình đứng ở đây để cho người ta thấy là a à, có quái vật kìa, chạy đi. Đấy, tôi cho cơ hội để chạy nhá. Ok. Ui dồi ôi, tàu chở cái gì đây? Chở container à? Vít vậy? Ôi cái gì đây? Rác à? Uầy, cả một núi rác luôn. Trời ơi. À đây rồi. Tôi lại ăn được mấy cái tàu chở container rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang xử đẹp cái núi rác kia. Uầy, các bạn thấy không? Nhìn này. Hiện tại nhá, cái con bạch tuộc của tôi nó dài tới 114 mét. Mà cái núi rác này nó phải dài gấp 3 lần con bạch tuộc của tôi. Chứng tỏ là cái đống rác đấy nó phải cao đến 300 mét. Quá nhiều rác luôn, trời ơi. Hãy nhìn đi, ở hòn đảo xa xôi kia vẫn còn rất là nhiều cây. Đó mới là cái thứ chúng ta cần, chứ không phải là một đống rác như thế này. Ui, chứng tỏ rác có rất nhiều dinh dưỡng đấy. Ăn cái lớn nhanh hẳn luôn. Rồi, tập sau là anh em mình mở khóa được con chuột bạch các bạn ạ. Và thôi, tập này tôi nghĩ là tôi sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em vì đã theo dõi video này. Hãy ủng hộ tôi bằng cách nhấn like cho video và đăng ký kênh Pop Pro để giúp tôi sớm đạt được 1,7 triệu người đăng ký nhá. Thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.